Hai chào bạn, chào mừng bạn đã trở lại channel của mình là Max đây và chào mừng người đã trở lại với Max Lab tập thứ 3. Chắc hẳn là mọi người đang rất là hóng tập thứ 3 của Max Lab, là tại vì tập lần trước mọi người đã ủng hộ cho Max Lab cực kỳ nhiều và cảm ơn mọi người rất là nhiều về chuyện đó luôn. Ở trong tập lần trước thì đã có rất là nhiều bạn yêu cầu mình là Max, anh Max ơi, anh có thể nào làm thí nghiệm về mộc được không? Có nghĩa là về cây đó bạn. Thì ok, dựa theo lời yêu cầu của bạn, ngày hôm nay Max sẽ làm các thí nghiệm về cây cối cho bạn. Thì nếu bạn thích video này, bạn hãy nhớ ấn like, share, subscribe để ủng hộ channel của mình. Còn tốt hơn nữa, mấy bạn có thể ấn luôn cái chuông bên kênh muốn subscribe để mỗi lần mình ra video mới, bạn sẽ là người đầu tiên được xem nha. Còn bây giờ thì bắt tay vô làm thí nghiệm thôi. Ok bạn ơi, thì mình mới vừa làm cô dâu đó. Ok bạn ơi, thì cái thí nghiệm này mang tên là hoa hồng 7 màu. Thực ra là nó không tới 7 màu đâu, nhưng mà mình đặt cho nó sơm tụ không. Mình sẽ nhuộm màu những cái bông hoa hồng này. Thì những thứ chúng ta cần chuẩn bị như sau. Chúng ta sẽ chuẩn bị vài bông hoa hồng. Đây. Ây da, có gai nha các bạn. Bông hồng có gai, đẹp nhưng có gai. Ok, và vài ly nước màu. Thì ở đây mình đã chuẩn bị 3 ly nước màu. Đây đây, đây 3 ly nước màu này mình đã chọn màu đỏ, màu tím và màu xanh. Màu tím. Thì ở đây mình đã pha được 3 màu, đó là màu xanh dương, màu xanh lá và màu đỏ. Đầu tiên, trước tiên thì mình sẽ bỏ từng cây vào từng chỗ khác nhau. Một cây màu đỏ vào đây, cây màu xanh lá vào đây, và một cây màu xanh dương mình sẽ để đằng sau. Đấy, thì bây giờ ở đây chúng ta đã có 3 cây rồi. Thì mình đã có một cái cây mình đã cắt ra làm 3 như thế này, và mình sẽ để vô giữa 3 cây này để cho nó hút luôn cả 3 màu. Ok, thì bây giờ mình sẽ để cho cái cây này nó hút nước. Hơn nữa thì cái thí nghiệm này thuộc loại trung bình, tại vì nó còn cắt ghép các kiểu nữa, cho nên mình nghĩ nó rất là khó. Mấy bạn có thể nhờ ba mẹ để có thể giúp mấy bạn làm cái này nha. Thí nghiệm này trung bình. 2000 years later. Ok bạn ơi, thì bây giờ đã là ngày thứ 3 của hai cái bông này rồi. Mình để coi coi là nó có cái gì thay đổi. Thì để bây giờ mình tự coi nha. Thứ nhất là bông hoa xanh. Wow. Thì mấy bạn nhìn ở lỗi ở trong á, nó đã thành màu xanh luôn rồi. Giống như kiểu nó thay máu luôn á. Nhưng mà khó hiểu một cái là mình đổ màu xanh rất nhiều, kiểu do bông hoa có vấn đề hay là như thế nào. Nhưng mà tiếp theo, đây là chú bé màu đỏ. Như các bạn thấy nha, là cành cây của nó đã bắt đầu chuyển qua màu đỏ luôn rồi. Nó úa đỏ vậy luôn nè. Có nghĩa là cái cây này hút màu đỏ cực kỳ nhiều. Nhìn bông hoa nè. Bông hoa này là thấy rõ nhất luôn á. Đỏ hoét luôn mà các bạn có thể nhìn được mấy cái đường gân của bông hoa luôn các bạn. Các bạn thấy đó. Có con ruồi bay tới bay lui hoài bay. Muốn quất cái bông hoa này hay gì? Nó đẹp quá mà đúng không? Con ruồi điên. Tiếp theo là bông hoa màu xanh lá. Thì cây bình thường nó sẽ là màu xanh lá, nhưng mà mấy cái lá cây bình thường nó sẽ không thay đổi gì nhiều. Nhưng mà các bạn nhìn bông hoa nè. Bông hoa là cái bông hoa nở ra nhiều nhất theo mình thôi nha. Là bông hoa này còn đẹp hơn bông hoa màu đỏ nữa. Tao giết mày ra rồi. Rồi. Các bạn thấy con ruồi không? Nó kiếm chuyện với mình nữa các bạn. Theo như thí nghiệm mình thấy á, thì cái việc mà kiểu lai màu giữa 3 màu hoa nó là một cái gì đó khá là bất khả thi. Thực ra là nó vẫn được, nhưng mà nó sẽ không ra đẹp được. Mà trước khi nó ra đẹp thì bông nó đã héo rồi. Và làm sao mà kiểu hoa nó có thể từ nước ở dưới mà có thể lên được bông hoa á. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi giải thích nha các bạn. Ok, vậy tại sao mà những cái cây hoa lại đổi màu? Hiện tượng này giúp ta thấy được việc cây cần nước như thế nào. Như các bạn đã thấy thì nước sẽ từ từ được cây hút lên trên. Và khi mà nước có màu á, thì cây nó cũng sẽ tự động chuyển màu theo nước thôi. Đơn giản vậy thôi. Ok bạn ơi, thì thí nghiệm tiếp theo nó tên là Ninja làng lá cuối cùng. Thực ra nó là cái lá cuối cùng ở trong cái bàn này. Tại vì mình mấy lá kia mình đem dục với lại mình đem làm hoa hết rồi. Thì Ninja làng lá cuối cùng. Đây các bạn, đây là Naruto. Tại sao mình gọi nó là Ninja làng lá? Tại vì cái lá này biết chạy trên nước mấy bạn. Mấy bạn không tin đúng không? Ok, thử thách chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Giờ chúng ta sẽ cần một cái, đúng rồi, chạy trên nước chúng ta phải cần nước đúng không? Đây là một cái thao nước, một cây viết mực, viết bi á nha, còn mực và một chiếc lá. Thí nghiệm đơn giản như sau, bây giờ mấy bạn phải hy sinh chiếc bút bi này. À, Lu ơi, bút bi này nãy anh mượn chú bảo vệ á, chút xíu hư đền chú cái khác. Ok, thì đây là một cái bút bi mình mượn của chú bảo vệ ở dưới. Thì bây giờ mình sẽ cắn cái đầu mực này ra. Bây giờ mình sẽ thổi mực ra cái lá. Ăn mực thơm quá. 3 2 1 Wow. Các bạn thấy đang chạy trên nước không? Và nó tạo ra một cái luồng, một cái vệt mực cực kỳ dài luôn. Wow. Tay mình bị dính mực rồi nè các bạn. Wow. Ok bạn,
tại sao mà cái lá có thể chạy trên nước được như vậy và nó có thể tạo ra một cái luồng mực ở đằng sau đẹp như vậy, thì giờ coi giải thích nha. Ok, thì tại sao cái lá nó có thể chạy được như vậy? Thì đơn giản là tại vì do sức căng bề mặt của hai mặt chất lỏng khác nhau giúp mực đẩy được chiếc lá di chuyển trên nước, đồng thời để lại một vệt mực màu dài rất đẹp. Ok bạn ơi, thì cái thí nghiệm mực này thì do là mình thấy nó có mực nữa, nó rất là dễ dơ, cho nên là mình nghĩ là thí nghiệm này mình sẽ đưa lên tầm trung bình, mấy bạn có thể nhờ ba mẹ làm giùm và xem kết quả thôi nha. Ok bạn ơi, thì cái thí nghiệm lần này của mình có tên là làm nước đổi màu bằng bắp cải tím. Thì bắp cải tím ở đây trên tay mình đang có một cái một nửa củ bắp cải, hơi bắp cải thôi. Ừ, mình có một nửa của một cái miếng bắp cải tím, một nửa còn lại thì mình sẽ cho các bạn coi sau. Nhưng mà bây giờ hiện tại trước mặt mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 ly nước. Thì sáu ly nước này có nước rửa tay nè, bảy ướp nè, giấm nè, baking soda nè, nước rửa chén nè, với lại muối. Thì mình sẽ dùng cái này làm đổi màu của mỗi ly nước này ra một màu khác nhau. Các bạn đợi chờ xem nha. Còn bây giờ thì mình sẽ xay cái này ra thành nước. À, nó chơi thôi chứ thực ra là tôi xay rồi. Nửa trái này làm gì? Để xay thành nước đó các bạn. Đây, giới thiệu bạn. Cái thứ nhìn giống như mực tím mà thời học đường này nè. Nó là cái gì mà nó thúi dữ vậy? Nó là nước bắp cải tím đó các bạn. Thì bây giờ mình với bạn sẽ cùng nhau dùng cái nước này và bỏ vào từng ly để coi coi nó biến đổi thành màu gì nha. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái ống hút này để mình đổ nó vô. Rất ư là thông minh luôn. Ok, nước rửa tay trước nha. Nước rửa tay màu tím. Bảy ướp màu hồng. Giấm màu đỏ. Baking soda màu xanh. Nước rửa chén màu tím đậm. Và muối là màu tím đậm nhất. Baking soda không hẳn là xanh dương luôn, nó là kiểu xanh hơi lá lá sao á. Giới thiệu các bạn, giấm, bảy ướp, baking soda, nước rửa tay, nước rửa chén và muối. Thì tại sao mình dùng cái loại nước này bỏ vô từng ly khác nhau nó lại ra nhiều màu khác nhau? Các bạn xem giải thích nha. Wow, đẹp quá. Ok bạn ơi, thì lý do tại sao mà khi mình bỏ nước vào từng ly thì nó lại ra nhiều màu khác nhau? Vì trong bắp cải tím có chứa anthocyanin, một chất chuyển hóa trung gian của thực vật giúp xác định được độ pH và đóng vai trò giống như giấy quỳ tím trong phòng thí nghiệm. Thì khi mà mình đổ vào từng ly á thì nó lại có nhiều màu khác nhau, chẳng hạn như là giấm thì có tính axit cao cho nên là nó ra màu đỏ, còn baking soda thì có tính bazơ cao cho nên nó thành màu xanh nè. Nghĩa là thí nghiệm này mình sẽ đưa lên tầm trung bình, mấy bạn có thể nhờ ba mẹ làm giùm. Ok bạn ơi, thì thí nghiệm tiếp theo là một cái thí nghiệm mà mình rất là thích, đó là thí nghiệm mang tên là chanh sùi bọt mép. Giỡn thôi. Thì tại sao mình lại cái chết trắng này đến rất gần bạn, hãy coi chừng, không nên thử dù chỉ một lần. Yeah. À cho giỡn thôi chứ đây là baking soda thôi bạn. Thì ngày hôm nay mình đã chiết baking soda ra những cái bịch nhỏ để có thể dễ xài hơn không? Ok bạn ơi, thì cái thí nghiệm này dù là nó không có gì khó hết, nhưng mà mình thấy là nó có sử dụng dao kéo cái kiểu nữa, cho nên là mình nghĩ sẽ đưa cái thí nghiệm này ở mức trung bình. Thì mấy bạn có thể nhờ ba mẹ cắt ra hộ để có thể làm nha. Những thứ ta cần như sau: chúng ta sẽ cần dao kéo, búa bao, đồ màu thực phẩm, chanh, nước rửa chén chứ là một cái khay, chứ lại baking soda chứ không phải là thứ mấy bạn đang nghĩ trong đầu đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thôi. Thì việc đầu tiên chúng ta làm là giục mấy trái chanh lên chỗ khác chứ vô duyên mình, tại sao tụi bay lại đây. Bây giờ mình sẽ cắt những trái chanh ra, cắt một cái miếng nhỏ để cho trái chanh nó đứng được một cách thẳng đứng. Nếu các bạn không làm những chuyện mà chúng tôi yêu cầu thì ngày mai lúc buổi trưa chúng tôi sẽ cắt đầu cái trái chanh này. Ok, sau đó mấy bạn sẽ dầm trong trái chanh, dầm cho trái chanh nó mềm ra khúc này. Trời. À, nghe cái mùi chanh mà nó chua mà nó ứa nước miếng luôn các bạn. Nhìn muốn húp không? Cái trời ơi nó đã gì đâu. Ừ. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã làm xong hết mấy trái chanh rồi, bây giờ mình sẽ đổ màu vô từng trái nha các bạn. Thì ở đây giới thiệu các bạn, bốn em siêu nhân mình không cho thằng thứ năm vô là tại vì mình biết chắc thằng thứ năm là mình. Mình là siêu nhân vị anh hùng thứ năm trong năm anh em siêu nhân chanh. Ok, bây giờ mình sẽ làm siêu nhân xanh trước nha. Trái chanh đậm máu, bộ phim sẽ được phát vào năm 2021, các bạn nhớ đón xem. Trái cuối mình sẽ pha giữa màu vàng và màu xanh biển. Đối với bạn màu vàng và màu xanh biển, mấy bạn sẽ ra được màu gì? Các bạn hãy nhớ comment dưới cho mình biết nha. Đấy, một bên màu vàng, bên màu xanh biển. Đấy.
Ok, bây giờ mình sẽ đổ nước rửa chén vô từng Đây là sinh lai nha các bạn, fan sinh đi chưa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rắc cái chết trắng. Giờ nhìn đi, giống mấy thằng chế không. Ok bạn ơi, giờ mình sẽ thử cái từng kệ, từng trái nha bạn. Bây giờ mình sẽ rắc baking soda vô trái đầu tiên trước. Mọi người thấy nó sẽ tạo ra một cái lớp kem rất là lớn luôn. Ok, tiếp theo nha, thời gian nha. Đó. Nhỏ nè. Đó. Và màu này màu gì đây? Lên màu em ơi. Màu của mình là gì em ơi? Ok, giờ mình sẽ đẩy. Sẽ dầm đều. Đó. Các bạn thấy không? Khuấy đều một chút xíu đã lên bọt kinh khủng luôn. Woohoo! Wow, màu này màu gì nè mấy bạn thấy đây? Màu này màu gì? Wow. Nếu mà bạn nào đoán làm vàng với xanh biển đã được xanh lá thì các bạn đã đúng rồi. Thì coi tới giúp này thì bạn hãy tự tặng cho bạn một cái tràng pháo tay đi. Các bạn giỏi lắm. Nếu bạn nào đoán được xanh lá bạn hãy nhớ comment dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ, tại sao mà mấy trái chanh này gặp baking soda nó lại sủi bọt đến như vậy mà nó ra màu đẹp vậy? Thì giờ cô giải thích nha các bạn. Ok, thì tại sao nó lại có cái hiện tượng sùi bọt mép của cái trái chanh như vậy khi natri bicarbonate của muối nở phản ứng với acid citric trong nước chanh để tạo ra thành khí carbonic? Các bọt khí xà phòng rửa chén đã giữ lại và tạo thành những bọt khí và nó có hiện tượng sùi bọt mép kiểu đó đó các bạn. Ok bạn ơi, thì tập Maslam này là kết thúc rồi. Mấy bạn thấy cái thí nghiệm ngày hôm nay như thế nào? Có vui hay không? Có bổ ích hay không? Mấy bạn hãy nhớ comment dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn vào những video sau. À, mấy bạn đừng quên là comment những cái thí nghiệm tiếp theo mấy bạn muốn mình làm về nguyên tố gì, ánh sáng, điện hay là kim loại hay là đất gì đó, mấy bạn hãy nhớ comment dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn vào những video sau. Mình là Mac. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Hi. Nếu bạn thích video này, bạn hãy nhớ ấn like, subscribe và bạn hãy nhớ ấn luôn cái chuông bên cạnh nút subscribe để có thể nhận thêm nhiều thông báo mới trên channel của mình nha. Và nhớ đón xem những video khác của tụi mình nha. Đúng rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt.